Kính thưa quý vị các bạn, hiện tại trong phân khúc tầm trung smartphone tại thị trường Việt Nam đã có rất là nhiều sự lựa chọn đến từ những hãng lớn như Samsung, HTC và LG. Và Wiko là một hãng đến từ Pháp. Và trên tay tôi đang là chiếc Wiko Highway Star 4G. Thì với mức giá tầm 6 triệu như vậy, thì liệu Wiko có làm nên một cuộc cách mạng về sản phẩm tầm trung và có sự trải nghiệm tốt nhất hay không? Mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đặt chiếc hộp này để biết rằng Wiko có làm được điều đó hay không. Thì với chiếc hộp máy bằng giấy khá là to này, chúng ta có những hiển thị những cái thông tin về cấu hình máy và chất liệu làm máy. Thì máy sở hữu màn hình 5 inch và màn hình AMOLED, có chuẩn màn hình là HD và có công nghệ 4G, chip xử lý là 4 nhân octa và 1.5, camera đằng sau là 13 megapixel và camera đằng trước là 5 megapixel. Hình như ở đây mình thấy có sự đặc trưng là nó có cả selfie flash, là flash của camera trước. Thì máy này sử dụng là 2 SIM, dual SIM. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở hộp máy ra để xem chiếc máy này. Nhân vật chính của chúng ta sẽ được để sang một bên để xem coi bộ phụ kiện trong hộp này gồm những gì. Bộ phụ kiện trong hộp máy là gồm một tai nghe 3.5, có vẻ như rất là chuyên nghiệp. Liệu rằng âm thanh nó có thực sự xuất sắc không? Thì mình hẹn các bạn vào cái video đánh giá tai nghe này lần sau. Và cáp micro USB. Cáp này thì được làm dẹp như khả năng chống rối như trên tai nghe Beats của chúng ta hay sử dụng. Khá là đặc trưng. Và đây là cục sạc của máy. Không có gì khác biệt hoặc là phụ kiện thêm kèm cho chiếc máy này. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào nhân vật chính là chiếc Wiko Star 4G này. Chiếc Wiko Star 4G này được thiết kế mặt sau bằng nhôm và giả phay nhìn không kém mà sang trọng. Camera đặc trưng của chiếc máy là 13 megapixel, lát đơn không phải là lát kép hay xenon. Mặt trước của chiếc Wiko là camera 5 megapixel. Và đây, điều đặc biệt của chúng ta đó là chiếc đèn flash ở camera trước. Mặt trước của chiếc Wiko này không có gì nổi bật bằng ngoài loa và camera, và phần phím dưới là không in kèm logo của Wiko. Cạnh trái của máy là phím tăng giảm âm lượng. Ngoài ra chúng ta sẽ không thấy gì thêm ở đây. Phần dưới là mic đàm thoại và cáp micro USB dùng để sạc, và bên đây là loa ngoài. Cạnh bên phải của máy đó là khe SIM và khe thẻ nhớ. Máy này của chúng ta thiết kế Unimini Body thì chúng ta không thể tháo nắp lưng được và chúng ta phải dùng SIM chọt để tiết kiệm không gian. Và ở giữa đó là phím nguồn, và phím này mình cảm giác khá là nhỏ và bấm khá là đau tay. Cạnh trên của máy không có gì khác ngoài chắc cắm 3.5. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc mở thiết bị này lên lần đầu tiên. Và đây là chiếc Wiko của chúng ta khi được khởi động nguồn. Thì giao diện khóa của nó là giống như là room stop trên những cái chiếc Nexus. Và chúng ta có thể thấy rằng những giao diện mà Wiko đưa vào chiếc máy đó là giao diện phẳng, và chúng ta sẽ không có những một phần như menu, và tất cả những icon của nó sẽ được hiện ngay bên ngoài, hiển thị như những widget. Thì chúng ta có thể tìm kiếm được những cái ứng dụng này một cách nhanh hơn. Và phía trên thanh thông báo trạng thái của chúng ta thì không có được Wiko chăm chút lắm, và nó vẫn sử dụng giao diện mặc định của Google tạo ra, vẫn là những cài đặt, những chủ sở hữu hoặc là phần trăm pin. Và chúng ta có thể thấy rằng chiếc máy này đang chạy phiên bản Android 4.4.4. Thì với cái màn hình Super AMOLED như thế này thì màu đen cho phép chúng ta có thể hiển thị và tốt hơn vào ban đêm. Và với cái viền màn hình mỏng như vậy và panel của nó tốt thì chúng ta có thể cho phép chúng ta có thể coi phim trong ban đêm và không cảm giác nhức mắt. Đó là những điểm nổi bật mà mình có thể trải nghiệm qua ngay thế này khi mà mình đang cầm trên tay chiếc máy này. Dình duyệt cuộc gọi nè, thì chúng ta có thể thấy bàn phím không có sự thay đổi nhiều và Wiko vẫn không trau chuốt vào điều này. Và ứng dụng tin nhắn và email. Với camera, đó là một sự cải tiến khá là tốt từ Wiko. Thì camera sau của chiếc máy là 13 megapixel và có khả năng là quay phim Full HD 1080. Nhưng mà một cái tính năng mình rất thích ở chiếc máy này đó là nó có khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp và có thể cân chỉnh từ độ sáng, độ chập ảnh và độ phơi sáng, độ tương phản, tất cả đều có trên đây để có thể hài lòng cho những khách hàng khó tính về hình ảnh. Và camera selfie của chúng ta 5 megapixel và đèn hỗ trợ đèn flash đằng trước, thì đây là một trong những thiết bị hiếm hoi hỗ trợ đèn flash camera trước. Và đó là chiếc Wiko Highway Star 4G này. Chúng ta sẽ có một cái video sớm nhất về những cái tính năng, những cái trải nghiệm của mình về chiếc máy này. Và đó là cảm nhận đầu tiên của mình về khi cầm chiếc Wiko Star này.
Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên like, share và để lại comment bên dưới. Và các bạn có thể đăng ký theo dõi kênh Di Động Việt của mình để có thể theo dõi tiếp những video của bên mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.